xin thể hiện hai mắt của chúng ta. Xin phép được bắt đầu. Vâng, xin được tất cả chào đón tất cả thành viên của đại diện hai mắt. Chúng ta đang có mặt tại buổi tiệc buổi trưa ngày hôm nay để cùng tham gia một chương trình GMT tổng kết một năm, một hành trình đã qua. Và người nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Đức Hoàng xin được gửi tới toàn thể quý vị đang có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe và bông mai trầu nồng nhiệt nhất ạ. Vâng, quý vị thân mến, thì ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với đại diện dưới máy của chúng ta. Là một ngày tuyệt vời, không những là chúng ta đánh dấu một chặng đường một năm đã đi qua và chúng ta vẫn biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, và ngày hôm nay chúng ta cùng nhìn lại những chặng đường đó và cùng với đó chúng ta sẽ cùng định hướng một tương lai mới trong năm 2020 đầy bất ngờ cũng như nhiều yếu tố may mắn. Và cùng với đó, người ta thường nói một câu rất là hay là gặp được nhau đó chính là sự khởi đầu, giữ được nhau đó là sự đoàn kết và phát triển, và hợp tác và cùng làm việc với nhau đó là một thành công vô cùng lớn. Và ngày hôm nay có sự hiện diện đông đủ của tất cả những thành viên của đại gia đình Jolly Mac đang có mặt ở đây, đó là một thành công vô cùng lớn. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay với sự hiện diện của tất cả chúng ta đang có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị, về tham dự chương trình GMT trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của chị Phùng Anh ạ. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng chào đón lên sân khấu chị Phùng Anh sẽ có đôi lời chia sẻ trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời chị ạ. Hơi run, biết từ 6 giờ sáng giờ là nằm trên giường, đi ra ngoài sân vườn chặt cũng tịch ý tưởng đi lên phòng thờ rồi mới biết được một đoạn cũng khá là ngắn nhưng mà chắc là đông đầy tình cảm. Một năm đã đi qua với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hôm nay chúng ta cùng ở đây có mặt cho nhau để nhìn lại một chặng đường chúng ta đi qua, và cũng là dịp để hai chị gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thành viên trong đại gia đình Jolimax đã cùng cố gắng nâng đỡ nhau để giúp Jolimax phát triển và hoàn thiện như ngày hôm nay. Jolimax đầu tiên ra đời cũng vào dịp là đầu tháng 12 năm 2012, cũng có thể gọi là tròn 7 năm Jolimax đã được ra đời. Chỉ với vỏn vẹn là 4 nhân viên, chị là nhân viên thứ 4. Tính đến nay sau 7 năm đã có 2 cửa hàng với hơn 60 nhân viên. Đôi khi nằm mơ cũng không nghĩ là mình có ngày hôm nay. Những thành quả ngày hôm nay có được là sự cố gắng không mệt mỏi của cả một tập thể, là những ngày miệt mài làm quên ăn thiếu ngủ, là những hôm đi sớm về khuya, là những lúc ốm đau cũng gượng mình cố gắng hoàn thành công việc, là những ngày các bạn không một lần ngã lưng, là những lúc đôi chân mỏi nhừ đau bút vì chạy nhiều hơn đi, đứng nhiều hơn ngồi. Với tất cả những tình cảm chân thành và tốt đẹp nhất, từ đáy lòng xin cảm ơn và tri ân tất cả mọi người về những điều này. Cảm ơn mọi người thật nhiều. Năm nay chúng ta mới có dịp ngồi lại với nhau thật trân trọng và ý nghĩa. Lần nào cũng chỉ đi ăn xong rồi về thì thật sợ chị không phải là người của những buổi tiệc, của những buổi lễ. Ngày hôm qua các bạn nói chị là chị diễn một tiết mục đây, nhưng mà thật sợ chị chỉ có thể đóng kịch câm thôi chứ không, chị không làm gì được thôi. Hôm nay chúng ta ngồi lại đây với nhau trọng và ý nghĩa để cùng nhau nhìn lại một chặng đường đã đi qua với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, cười có, khóc có. Nhưng những gì chúng ta đã có thật đáng trân trọng. Chị rất vui khi thấy các bạn đoàn kết với nhau hơn, biết thông cảm và bỏ qua cho nhau. Ai cũng từng ngày hoàn chỉnh bản thân mình hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ càng va chạm, chúng ta lại càng có học hỏi và thay đổi bản thân. Ai trong cuộc đời rồi cũng có lúc phạm sai lầm,
Có những lúc chúng ta hành động không đúng, nói lời không hay, nghĩ điều không tốt, nhưng quan trọng là chúng ta biết sai và biết sửa. Có biết sai mới biết thế nào là đúng, rút kinh nghiệm từ những chỗ sai để chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Như bản thân chị từ những ngày đầu tiên cũng đã sai rất nhiều mà cũng đã cố gắng hết sức để mà sửa rất nhiều. Cho đến hôm nay có thể chị là một bản sửa chưa hoàn chỉnh, nhưng mà vậy cũng là tạm ổn đúng không? Năm mới sắp đến, những gì không vui của năm cũ chúng ta hãy cho qua, cùng nhau đón một năm mới thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. Chúng ta ở đây là những người thật sự may mắn. Chúng ta có sức khỏe, chúng ta có gia đình, chúng ta có nhà để ở, có người thân chờ đợi chúng ta. Nhìn những mảnh đời bất hạnh xung quanh rõ ràng là chúng ta hạnh phúc hơn họ rất nhiều. Thế nên mọi người hãy cùng nhau cố gắng thay đổi, cùng nhau có thái độ sống tích cực hơn, biết yêu thương và trân trọng tất cả mọi thứ xung quanh mình. Chúng ta hãy mở lòng bao dung hơn nếu muốn có hạnh phúc. Hôm nay tuy là kết thúc một buổi tiệc cuối năm của một công ty thì chắc chắn là thường nói về vấn đề công việc. Mà hôm nay thì về vấn đề công việc là chị sẽ không nói gì cả, chỉ ngỏ lời cảm ơn và tri ân đến tất cả mọi người. Thật tình mà nói thì chị không phải là con người của những buổi lễ tiệc, nên những chuyện này chị rất thiếu kinh nghiệm. Và vì ý tưởng thì thật sự đến rất muộn, chỉ trong vòng 2 ngày, nên khâu tổ chức không tránh khỏi sai sót, mong mọi người không thể bỏ qua. Sự thành công tất nhiên là sự cố gắng của cả một tập thể, không riêng của một cá nhân nào. Nhưng bên cạnh đó lại có một số thành viên thật sự là rất nổi trội và toàn tâm toàn ý cho công việc. Tuy cũng có lúc thiếu sót nhưng không có gì là hoàn hảo đúng không? Thì sau đây cũng là lời tri ân đến tất cả. Trước tiên là cũng tri ân đến tất cả mọi người đã cùng nhau gắn bó với Solimax cho đến thời điểm này. Có những bạn 7 năm, 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm. Nhưng tất cả chị đều trân trọng như nhau. Sau đây thì cũng là có một chút món quà gửi tới mọi người nhân dịp cuối năm. Nhưng trước đó là sẽ khen thưởng cho những bạn có thành tích xuất sắc nhất. Chị xin hết. Ở đây là tấm lòng của cả hai chị. Nói hộ luôn chuyện này rồi. Thôi xin hết. Vâng, anh xin được cảm ơn trân trọng lắm rồi. Phụ anh và chị Tu Hùng Thịnh, chúng ta có những chia sẻ rất là tuyệt vời. Và kính thưa quý vị thân mến, và tiếp tục chương trình chúng ta sẽ đến với một hạng mục đặc biệt, đó là danh sách khen thưởng. Chúng ta sẽ có hai đợt, đầu tiên đó là khen thưởng những nhân viên ưu tú của đại gia đình Jolimax của chúng ta.